Giai đoạn tứ kết FA Cup, mùa giải năm nay đã khép lại với những dư âm khó quên sau những trận đấu hấp dẫn, nghe thở cho đến tận những giây phút cuối cùng. Có lẽ người hâm mộ Tuchel vừa được chứng kiến một trong những vòng tứ kết hay bậc nhất trong lịch sử giải đấu lâu đời số 1 môn thể thao vua. Như thông lệ, ngay sau khi những trận đấu thuộc vòng 8 đội mạnh nhất khép lại, những cặp đấu bán kết đã được xác định. Và những người vui nhất chắc chắn là các cổ động viên của Manchester United. Những lá thăm may rủi đã đưa đội chủ sân Old Trafford gặp đối thủ được coi là yếu nhất trong số 4 đội lọt vào bán kết là Coventry City, đại diện đến từ Championship. Tuy vậy, huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn tỏ ra thận trọng trước đội bóng hạng dưới. Không quan trọng đối thủ là ai, bạn phải thi đấu với phong độ cao nhất. Hôm qua, chúng tôi đã theo dõi Coventry và họ là một đội bóng mạnh. Họ đã chơi thứ bóng đá tuyệt hảo và chúng tôi phải nỗ lực đạt đến màn trình diễn tốt nhất nếu muốn góp mặt ở chung kết. Trong khi đó, cuộc đại chiến sẽ xảy ra ở trận bán kết còn lại khi người hàng xóm Man City sẽ một lần nữa phải đương đầu với Chelsea, một trong những đội khiến The Citizen phải chầy ra chóc vẩy ở Premier League mùa này. Xét trên giấy tờ, cả hai đại diện thành Manchester đều được đánh giá cao hơn ở cặp đấu bán kết. Nếu mọi chuyện xảy ra thuận lợi, người hâm mộ hoàn toàn có thể được chứng kiến trận derby Manchester thứ 3 trong mùa giải năm nay ở hai trận chung kết khi kịch bản tương tự như ở FA Cup năm ngoái trở thành hiện thực. Cả bốn cái tên góp mặt ở vòng bán kết FA Cup đều đã trải qua những trận tứ kết vô cùng cảm xúc để giành vé đi tiếp. Trong đó, người hâm mộ được chứng kiến trận derby nước Anh kịch tính nhất trong nhiều năm trở lại đây giữa Man United và Liverpool. Rất nhiều hoài nghi đã được đặt lên vai thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag trước màn tiếp đón The Kop tại sân Old Trafford, cả về mặt phong độ lẫn con đường đi đến vòng tứ kết. Man United đều kém thuyết phục hơn so với Liverpool. Ngoài ra, lữ đoàn đỏ còn đang khát khao giành cú ăn 4 ở mùa giải năm nay để giúp huấn luyện viên Jurgen Klopp chia tay một cách mỹ mãn. Tuy nhiên, Manchester United lại khởi đầu hứng khởi với những cơ hội hãm thành liên tục, qua đó tìm được bàn mở tỷ số do công của Scott McTominay. Sự hưng phấn tiếp tục được Quỷ Đỏ duy trì sau đó, nhưng những sai lầm ở hàng phòng ngự đã khiến đội chủ sân Old Trafford phải nhận hai bàn thua liên tiếp đến từ Alexis McAllister và Mohamed Salah. Tuy nhiên, thật may cho Quỷ Đỏ khi Anthony, một cá nhân đang thất sủng tại nhà hát của những giấc mơ, lại biết cách tỏa sáng đúng lúc để đưa Quỷ Đỏ thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo với bàn quân bình tỷ số 2 đều, đưa trận tứ kết vào hiệp phụ. Những dấu hiệu lo sợ tiếp tục đến với Man United khi Harvey Elliott một lần nữa đưa Liverpool vươn lên dẫn trước cuối hiệp phụ thứ nhất. Nhưng Quỷ Đỏ đã chứng minh ngày hôm nay là show diễn của mình trong 15 phút hiệp phụ tiếp theo. Mở đầu là pha lập công đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát của Marco Rashford, để rồi mọi khán đài tại nhà hát của những giấc mơ như nổ tung với bàn ấn định tỷ số 4-3 của Amad Diallo ở phút bù giờ đầu tiên. Manchester United đã ghi tên mình vào vòng bán kết, đồng thời đập tan giấc mơ về cú ăn 4 của đối thủ chuyển kiếp Liverpool. Thử thách sắp tới của Quỷ Đỏ tại bán kết là Coventry City đang trải qua hành trình diệu kỳ của mình tại đấu trường FA Cup. Sau khi mà giải mã thành công hiện tượng, Manchester United, đại diện đến từ Championship, phải chạm trán đối thủ đang chơi tại Premier League, Wolverhampton ở tứ kết. Dù phải thi đấu tại sân khách, nhưng Coventry lại chơi đầy tự tin trước Wolves, thậm chí họ còn có bàn vươn lên dẫn trước nhờ công của Elisim. Tuy nhiên, trật tự đã được Wolverhampton thiết lập lại chỉ trong vỏn vẹn 5 phút nhờ những pha lập công của Adnuri và Hugo Bueno ở phút 83 và 88. Tưởng chừng đây sẽ là dấu chấm hết cho hành trình của Coventry City tại FA Cup, nhưng câu trả lời là không. Thầy trò luyện viên Mark Robin đã biến khoảng thời gian bù giờ trở thành cơn ác mộng với đội chủ sân Molineux. Elisim hoàn thành cú đúp ở phút 90+7, để rồi 3 phút sau, trong pha lên bóng gần như là cuối cùng của trận đấu, Harry Grye đã mang về bàn thắng đáng giá vàng 10 với Coventry City, qua đó đưa đại diện Championship trở lại vòng bán kết FA Cup lần đầu tiên kể từ năm 1987. Đó cũng là năm mà Coventry đã lên ngôi tại giải đấu lâu đời nhất lịch sử bóng đá. Cuộc đấu sắp tới giữa Manchester United và Coventry City tại Wembley sẽ vô cùng thú vị, bởi đây sẽ là màn tái ngộ đội bóng cũ của đội viên Mark Robin khi chiến lược gia của Coventry từng khoác áo Quỷ Đỏ khi còn thi đấu chuyên nghiệp. Mark Robin chính là người ghi bàn quyết định giúp Manchester United đánh bại Nottingham Forest để lên ngôi tại FA Cup năm 1990. Pha lập công đó được coi là thứ đã giữ lại chiếc ghế của huấn luyện viên Sir Alex Ferguson để chiến lược gia người Scotland có thể tạo ra kỷ nguyên đại thành công cùng đội chủ sân Old Trafford. Trong khi đó, với nhà đương kim vô địch Manchester City, con đường bảo vệ ngôi vương của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn đang vô cùng bằng phẳng. Ngoại trừ chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Tottenham ở vòng 4, Man City đều không mấy khó khăn để vượt qua các đối thủ của mình. Và trận tứ kết với Newcastle rạng sáng chủ nhật cũng không phải là ngoại lệ. Đội chủ sân Etihad chỉ để đội khách có vỏn vẹn 2 cú sút về phía khung thành của Stephen Ortega, trong khi tạo ra tới 16 lần bắn phá khung thành của đối thủ. Thành quả là cú đúp bàn thắng ngay trong hiệp 1 của Bernardo Silva. Chiến thắng 2-0 trước Newcastle đánh dấu mùa giải thứ 6 liên tiếp thầy trò luyện viên Pep Guardiola giành quyền vào chơi ở vòng bán kết FA Cup.
Đồng thời Man City tiếp tục nuôi hy vọng tạo nên kỳ tích vô tiền khoáng hậu khi trở thành cái tên đầu tiên trong lịch sử giành cú ăn 3 trong 2 mùa giải liên tiếp. Trái ngược với sự nhẹ nhàng của Man City thì Chelsea lại khá vất vả để điền tên mình vào bán kết. Khởi đầu FA Cup thuận lợi với chiến thắng 4-0 trước Preston North End ở vòng 3, thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino phải cần đến trận đá lại mới vượt qua được Aston Villa tại vòng tiếp theo. Sự khó khăn tiếp tục được thể hiện ở màn so tài với Leeds United ở vòng 5, khi đội chủ sân Stamford Bridge chỉ có thể giành thắng lợi sát nút với tỷ số 3-2. Tại tứ kết, Chelsea có màn tái ngộ với Leicester, đối thủ từng đánh bại The Blues ở trận chung kết FA Cup năm 2021. Thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino mở màn cặp đấu không thể thuận lợi hơn với cách biệt 2 bàn trong hiệp 1 nhờ những pha làm bàn của Marc Cucurella và ngôi sao số 1 Cole Palmer. Thậm chí Chelsea đã có thể dẫn trước 3-0 nếu Sterling không bỏ lỡ thời cơ 10-10 trên chấm phạt đền. Tưởng chừng đây sẽ là một cuộc dạo chơi của The Blue, thế nhưng Chelsea lại đánh mất lợi thế theo cách không thể khó hiểu hơn. Mở đầu là pha đá phản lưới nhà khó tin của Asen Di Sassi, để rồi sau đó 10 phút, Bạch Cáo đã cân bằng tỷ số 2 đều với bàn thắng của Mavididi. Trận tứ kết tiếp tục xảy ra bước ngoặt lớn ở phút 73, khi Nicolas Jackson khiến trung vệ Callum Doyle của đội khách phải nhận thẻ đỏ. Dù được chơi hơn người, nhưng đội chủ sân Stamford Bridge cũng phải nhờ đến hai khoảnh khắc tỏa sáng của các con bài từ ghế dự bị là Kagne Chukwuemeka và Noni Madueke mới có thể hạ gục Leicester 4-2 để giành quyền vào bán kết FA Cup lần thứ 6 trong 8 mùa giải vừa qua. Chạm trán Manchester City ở thời điểm hiện tại không phải là điều đơn giản với Chelsea, nhưng The Blue trong hai lần đụng độ nửa xanh thành Manchester ở mùa giải năm nay đều thể hiện vô cùng ấn tượng và khiến đối thủ phải gặp nhiều khó khăn. Trong lần so tài đầu tiên, cả hai đã mang đến màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn với 8 bàn thắng được ghi. Man City đã dẫn 4-3 cho đến phút bù giờ thứ 5 khi Cole Palmer lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền để ấn định kết quả 4 đều tại sân Stamford Bridge. Còn ở màn đọ sức gần nhất diễn ra vào tháng 2 năm nay, Chelsea còn vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của người cũ Man City, Raheem Sterling. Nhà đương kim vô địch Premier League thiếu chút nữa đã phải trắng tay ngay tại sân nhà Etihad nếu không có khoảnh khắc xuất thần của Rodri để giữ lại một điểm cho Man City. Cuộc tái ngộ sắp tới ở Wembley sẽ là cơ hội để Chelsea trả món nợ đã vay tại vòng 3 FA Cup mùa giải năm ngoái khi Manchester City dễ dàng vùi dập The Blue với tỷ số 4-0. Còn với nửa xanh thành Manchester, họ cũng muốn chứng minh rằng hai trận hòa trước đội bóng thành London ở Premier League đều chỉ là một tai nạn. Với những gì đã diễn ra tại vòng tứ kết, người hâm mộ có thể mong chờ vào diễn biến còn khó lường và hấp dẫn hơn nữa tại bán kết. Kịch bản đẹp nhất với nhiều cổ động viên trung lập có lẽ là màn tái ngộ của hai đội bóng thành Manchester trong trận chung kết. Tuy nhiên, khi đã bước vào vòng 4 đội mạnh nhất thì đối thủ nào cũng đều khó khăn như nhau, dù đó có là Chelsea hay đại diện đến từ giải hạng nhất Coventry City. Chúng ta sẽ có câu trả lời về hai cái tên góp mặt ở trận đấu cuối cùng tại FA Cup vào giữa tháng 4 tại thánh địa Wembley.